Rồi, okay, xin chào các bác. Thì dạo gần đây là những cái mẫu laptop hoặc MacBook ấy, thì người ta thường là rất là tối giản cái cổng kết nối ấy. Như con MacBook của em đây này thì nó chỉ có hai cổng C thôi. Cho nên là những cái món phụ kiện để mà mở rộng cái kết nối ấy, gọi là cái hub ấy, thì nó rất là phổ biến. Và như cái hub này này em mua mãi từ năm 2023, 29 tháng 26 tháng 9 đây này. Thì cái hub này là nó rẻ tiền thôi. Không đấy em thời đấy em mua nó chỉ khoảng tầm 200 mấy, 250 thì phải. Thì cái ngoại hình của nó cũng rất là ngon các bác nhé, nó chả có tên tuổi gì hãng nào đâu. Thì em thấy là nó quảng cáo trên 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 YouTube hoặc là top top rất là nhiều, cho nên em cũng mua thử một cái về dùng. Thì đương nhiên là nó cũng dùng rất là ok thôi. Cái ngoại hình của nó cũng là cái vỏ ngoài cũng là full nhôm các bác nhé, full nhôm luôn, và cũng có rất nhiều các cổng kết nối, hai cổng C này, HDMI này, hai cổng A này, một cổng thẻ to này, một cổng thẻ nhỏ này đấy, và ngoài ra còn có cả cái cổng LAN nữa các bác nhé. Đấy, thì như thế này rất là ngon luôn, và em dùng đến thời điểm này cũng phải được từ hôm từ đấy đến giờ là cũng phải được tầm 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 4 tháng rồi, 4 5 tháng rồi. Thì em dùng cái này nhé, là ngon nhé các bác nhé, không phải là nó dở gì cả, truyền tải dữ liệu cũng khá là ok, và cắm các cổng sạc các thứ vào đây nó cũng không nóng mấy các bác nhé, nó không nóng mấy đâu. Đấy, nó cho nên cũng ngon. Nhưng mà dạo gần đây ấy, là em lại thêm cái sử dụng cái cổng LAN này này, thì cái con này nó lại không ngon nữa các bạn, thì nó rất là chậm. Thì đấy em bỏ vào đây thì em mới mới phải mua một cái khác. Cái khác thì cái này thì nó có tên tuổi đàng hoàng đây. Ok, cái này thì nó em sẽ cho các bác xem cái hộp nó em mua đây. Thì em cũng trả em cũng khui hộp rồi mà. Thì cái này thì nó của Ugreen này, Ugreen này đấy, xuất hình ảnh cái thứ, nói chung là hình ảnh thì nó cũng xuất ok, lên 4K 60 fps. Thì trong hộp nó chả có cái gì đâu. Đây thông số, để cho các bác xem thông số của nó đây, để các bác nào có mua thì lựa chọn cho nó đúng thôi. Đấy, nói chung là hàng này thì em cũng không biết đây có phải hàng chính hãng hay không, vì em cũng không có cái kinh nghiệm gì để mà phân biệt cái hàng chính hãng của cái này cả. Nhưng mà em nghĩ là nó là hàng chính hãng vì dùng nó ngon và nó ổn định. Đây nó có mấy cái sách vớ vẩn này thôi, đây nó có vậy thôi. Nói chung là hộp thì chẳng có gì đâu các bạn, bỏ đây. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái ngoại hình của nó. Thế đây các bác, thứ nhất là cái logo Ugreen này, nó ghi rõ ràng ở đây và ở đây nữa đó, rất là rõ ràng. Và ở trên cái thân này nó cũng ghi những cái thông số khá là hay. Đây như nó có cái mã, nó có cái mã 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 của cái hấp này này đó. Đó thì các bác mua thì các bác chú ý đúng cái mã là được đó. Thì cái thiết kế của con này thì là chắc chắn là ngon hơn cái con, chắc chắn là ngon hơn cái con này các bác nhé. Đây ngon hơn, thứ nhất là cái chất liệu nhôm nhé, cái chất liệu kim loại ở trên này nó làm nó cũng chất hơn, trông nó nhám nhám, nó không cảm giác như kiểu nhựa như con này vẫn bằng nhôm nhé, nhưng mà cảm giác nó không được xịn như con này đấy. Cái con Ugreen này thì chất liệu nó ngon hơn, chắc chắn một điều là như vậy. Và cái cọng dây này, cái cọng của Ugreen này nó cũng bọc dù này, còn bên này thì không bọc gì cả. Đấy, và cái cọc C thì nó hai con này cũng na ná nhau, nhưng mà cái cọc C của con Ugreen này họ làm chất hơn rất là nhiều, nó không có bị kiểu nó không không đều đều như con này, nó còn có chỗ này nó bị không đều, ăn không ăn khớp với cái kim loại này. Nói chung là hoàn thiện thì chắc nhá con Ugreen ngon hơn rồi. Đấy. Ok, thì về cái phần ngoại hình thì cũng chả có gì để đáng nói đâu, nó cũng nói chung là ngon. Và quan trọng là cái hiệu năng của con này mang lại. Thì trước tiên ý, là em chỉ nói về cái phần cổng LAN này các bác nhé, thì em sẽ test luôn cho các bác luôn đây, cho các bác biết được là tại sao chúng ta phải mua, đã chót mua thì mua những cái cổng, những cái nó xịn luôn đi, cái nó thì đỡ mất công phải đi mua lại như em này, mua lại 2 lần đây. Đây nhé, em cắm cái cổng lởm lởm này trước nhé. Đấy, thì trước tiên ấy, em sẽ test về cái cổng LAN này cho các bác xem này. Đây, hiện tại thì cái con Mac của em là tắt tắt wifi các bác nhá, và em chỉ sử dụng cái mặt cổng LAN này thôi. Đấy, cổng LAN thì con này được cái là nó có cái đèn, nó có đèn báo ở đây.
nó có đèn báo nhấp nháy đây thì dễ dùng hơn, lại biết là mạng đang bình thường. Cái con giờ hơi không phải cái con Ugreen này thì lại không có đèn báo gì cả, hơi buồn các bạn. Đấy. Ok, để em sẽ test cho các bác xem được cái tốc độ mạng nó như thế nào các bác nhé. Đây. Đây các bác nhìn thấy không? À, em sẽ test bằng cùng một cái cột sóng nhé, Vinaphone này, và cùng đến một cái địa điểm là VNPTnet Hà Nội này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó đang được tầm khoảng cùng một sợi dây nhé, cùng một sợi dây LAN nhé. Tốc độ upload được khoảng tầm 93. Đó. Và cái tốc độ download 93 này, upload cũng 93 này, cái tầm đấy nhá các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ đổi cho các bác xem cái xịn này nhá, cái xịn của Ugreen này. Và cái Ugreen thì em cũng nói luôn là em mua như giá nó tầm khoảng 700 nghìn. Thì các bác tùy các bác chọn số nào được chọn thôi. Đây, cắm cái Ugreen vào đấy nhá các bác nhá. Thì đây các bác thấy không, cắm Ugreen vào nó chả có cái đèn đèn báo nào cả. Đấy, nó hơi buồn. Đây. Để em xem vào trong trong cài đặt xem là mạng nó đã nhận chưa. Rồi nhận rồi. Đây, cái mã của nhận, cái mã của con này này. Đấy. Bạn thấy không? Mấy bác có nhìn thấy không? Đây này. AX88179A này. Đấy. Và bây giờ em cũng sẽ thử test với cái này. Cái này còn chưa nhận được các bạn ạ. Chưa nhận à? Test luôn này nào. Đấy, cũng cũng vẫn thế nhá các bạn nhá. Đấy, vẫn vẫn là VNS này. Đấy. Đấy, có thể không? Đó. Thì các bác thấy khi mà đổi từ cái cục lởm này sang cái cục xịn này thì cái tốc độ nó tăng tăng bao nhiêu, gấp 3 lần. Em nghĩ tầm đấy. Thì tầm 90 lên giờ lên là 232 đấy chưa? Có thể không? Nó là một cái tốc độ khác bọt hẳn luôn. Khác bọt hẳn luôn các bác nhé. Đấy thì em sẽ test thêm về cái tốc độ truyền tải dữ liệu các bác nhé. Đây thì em có một cái thẻ nhớ to ở đây của máy ảnh đây, cắm vào đây. Đó. Thì em sẽ thử copy một cái thư mục này nó tầm khoảng bao nhiêu đây, em xem nào. Đây nó tầm khoảng 3 GB các bạn, tầm 3 GB. Thì em sẽ copy ra xem mất thời gian là bao lâu các bác nhé. Để em lấy cái gì ra em bấm giờ phát nha. Đây, lấy một cái điện thoại ra bấm giờ. Tại vì các bác biết rồi đấy, nó thế này, nhiều khi là cái ấy nhé. Con này đang bị liệt, em bóc ra đã. Cái bộ đếm của cái máy này này nó nhiều khi là nó không chính xác đâu, nó không ngon ấy. Thì đây em sẽ bấm trực tiếp bằng cái này nhé, bỏ ra đây này. À, 1 2 3. Đó. Đây em cũng chả thấy nó hiển thị gì cả, thế nên là phải bấm vào đây xem thế nào. Đó, thì em cứ làm thực tế cho các bác biết được xem là chính xác là thời gian nó bao nhiêu các bác nhé. Tại vì em thấy chỗ này tự nhiên sao nó không cái hiện cái thời gian còn lại ấy. Mỗi khi là em thấy là có đấy. À, con này sắp hết rồi, nhanh lắm. Đó. Thì nó mất tầm khoảng 37 giây không nhá, 37 giây. Rồi. Em sẽ cắm lại cái này. Đây, bỏ con Ukraine ra chỗ này. Đây, em sẽ cắm lại vào cái rác, à quên, cái hấp lầm lởm này chút. Bỏ đây.
Ok nha. Lúc nãy là 37 giây các bác nhé. 37 giây này. Đấy, em xóa cái file này đi. Xóa đi. Và em lại tiếp tục copy lại đúng cái file đấy luôn. Đây, 37 giây này. Một, hai, ba. Đó. Xem nó bắt đầu. Con này thì em thấy là đã là cảm giác như nó chậm hơn rồi. Ok, không hiểu sao lúc là em test ấy, em cắm quên copy như này thì là nó có cái hiển thị lại cái thời gian còn lại ấy, nhưng mà không hiểu sao giờ giờ copy lại thì nó lại không hiển thị, chả hiểu nữa. Cho nên là phải bấm giờ thực tế cho này cho các bạn yên tâm này, các bạn biết này. Đây các bạn 37 giây này mà con kia mới copy được một nửa. Mới copy được một nửa nhá các bạn nhé. Cũng cùng là một cái file từ mục đấy thôi. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rất là lâu luôn. Nhưng các bác nào mà làm về media, làm ảnh, làm video mà copy như này, copy như này thì rất là ức chế đúng không? Copy một cái file tầm 10 GB, 20 GB mà các bạn ngồi đợi dài cổ đó. Thế thực tế cho các bác biết luôn nhé. Đó, hết. Các bạn thấy không? Cùng một cái file mà con kia, cái con xịn này nó những nó chỉ mất có 37 giây mà cái con này mất những 1 phút, 1 phút rưỡi. Rồi ok, thì em cũng chỉ test như thế thôi. Còn còn lại nhé. Còn lại thì tất cả nói chung là tất cả những cái kết nối khác thì con này chắc chắn nó đều hơn. Đặc biệt là ở cái con này này, ví dụ như cái cổng HDMI này, cái đường HDMI mà kết nối ra màn hình mình phụ khác ấy, thì đương nhiên con này cũng có thôi, nhưng mà các bác đọc kỹ cái thông số nó nhé. Thì hiện tại là hai con này thì nó đều đều có thể xuất ra cái HDMI này là 4K nhé, 4K 30 fps nhé. Đấy, thì nó đang đều đều ok giống nhau thôi. Đấy, ngoài ra thì con này nó thêm mấy cổng này thì cũng không quá quan trọng. Một cái nữa là lúc nãy như cái đầu clip em có nói ấy, là cái con gì nhỉ? Đây. Lúc đầu nói thì cái con dưới này dùng nó không long mấy nhá. Thì em cũng nghĩ là cái hiệu năng nó không cao ấy, thì nó không long mấy. Nhưng mà con Ugreen này là có nóng nhá. Con Ugreen này là sẽ các bác dùng nó sẽ hơi ấm ấm đấy các bác nhá. Cắm full cổng, em cắm cả sạc qua con này. Đấy, cắm cả màn hình qua con này. Và thỉnh thoảng thì là cắm cắm LAN nữa này, cắm LAN qua con này, và thỉnh thoảng thì cắm cái thẻ nhớ vào để copy. Thì bình thường là chạy nó cứ bình thường, kể cả các chỉ cần cắm điện vào con này thôi là máy nó đã hơi ấm ấm rồi nhá, là cái cục này nó hơi ấm ấm rồi các bác nhá. Cho nên nhiều khi các bác dùng mà nếu mà thấy nó ấm thì nó cũng là bình thường thôi. Nhiều bác thì bảo nó nhiều bác thì dùng cái con này nó thấy lạnh toát, con này dùng không gần như không nóng gì các bác nhé, em dùng nó thấy nó lạnh toát à. Cho nên là nó lạnh ấy, nó không phát nhiệt ấy, thì là nó ngon, nhưng thực ra là không phải đâu nhé. Em nghĩ là cái công suất nó lớn, công suất nó tốt thì nó phải sinh nhiệt hơn thôi, em đoán là thế thôi. Thế thì thực tế là như vậy, con này dùng không nóng, con này dùng có nóng các bác nhé. Đấy, ok, nó có vậy thôi. Rồi sẽ làm cái gì để em giới thiệu nốt cho các bác. Chả có cái gì đâu. Rồi, ok, thì em cũng hy vọng là thế này này. Tại vì em cũng bỏ không những bỏ tiền là mua cái con này đâu, không những bỏ tiền là mua con này, con lờ lửa mấy đâu, mà em mua vài con đợt trước nữa rồi, thì cuối cùng là tại vì cũng các bác cũng hiểu đấy, thấy nó rẻ rẻ rồi, thấy nó cũng rất là nhiều các cổng kết nối đủ full chức năng như thế này này, thì cứ nghĩ là nó là ngon, thế là ngon bổ rẻ rồi, nhưng mà thực ra là không phải đâu, nó chỉ có rẻ và bằng
rẻ và ngon một chút thôi, chứ nó không bổ thế nào, cũng là về chất lượng thì nó không không chất lượng nó ở mức 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 dưới trung bình luôn ấy. Đấy, cho nên là các bác chót đầu tư một cái gì đó nó kiểu cái hấp như này thì nên đầu tư một cái ngon luôn từ đầu thì mình sẽ dùng được lâu dài. Đấy, cho nên không cần phải đổi đi đổi lại nữa. Rồi, ok, chào các bác nhé.